sao vậy? Đúng rồi, con thích treo đâu, con treo nhé. Wow, Luna con bé giỏi quá. Yeah. Ông già Noel ơi. Luna. Xin chào mọi người, đây là mẹ Nhân, còn đây là Luna. Chào mừng mọi người đến với show Mommy and. Rồi con là chị, rồi bây giờ mình chào mừng mọi người đến với show Mommy and Mommy and Baby. Sao? Cái chị mới chịu hả? Rồi hôm nay mày đổi tên show nha, Mommy and chị, được chưa? Được chưa? Đây là chuỗi hành trình ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé Luna và cả gia đình Mỹ Nhân nữa. Rất là mong mọi người ủng hộ thật là nhiều. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là Nhân và bé Luna đã dựng một cái stand rất là không khí Giáng sinh rồi, đúng không? Hôm nay cả nhà Luna đã tất bật chuẩn bị rất là nhiều thứ để trang trí Giáng sinh cho hôm nay. Nhưng mà hôm nay có khách mời đặc biệt. Dạ con ra con mời khách mời giùm mẹ đi. Khách mời đặc biệt rồi. Con ra con mời khách mời đi. Rồi. Bình thường là chỉ có mẹ Nhân với bé Luna thôi, nhưng mà hôm nay có khách mời rất là đặc biệt nha mọi người. Là Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phino Hưng và hôm nay thực sự rất là vui khi được mẹ Nhân đã mời trong vlog lần này. Ông giới thiệu giống như người ngoài vậy á. Giống như người ngoài cho đây. Đó là đây là ba Luna. Ba Luna. Giờ là năm nghỉ mãi thì mẹ Nhân mẹ cho có thể cho ba Hưng tham gia cùng đi vlog lần này. Ngỡ đi luôn, thật sự luôn á. Cũng là gia đình như trong nhà này mà. Bạn là khách mời lớp của em hả? Có khách mời trong vui thôi. Thật ra là Nhân với lại Hương đó là ngày hôm qua Hương, để mẹ nói cái này cho cô chú nghe cái nha. Nhân và Hương hôm qua đã đi rất là xa luôn để chuẩn bị mua từng thứ một để có thể trang trí Giáng sinh cùng nhau, để cho Luna có những kỷ niệm đẹp nhất tuổi thơ. Và các bạn biết không, đây là lần đầu tiên mà Nhân và Hương cùng nhau trang trí Giáng sinh. Sao thơ vậy? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau trang trí nha. Ok, đó tác phẩm nè mọi người. Luna đang chơi trò trốn tìm đó, không sao đâu. Bây giờ cả gia đình mình sẽ cùng nhau trang trí cây thông nha. Hôm nay Luna ơi, rất là đầu tư luôn, mua nguyên một cái cây thông siêu cao luôn, phụ ba mẹ kìa. Đấy, cái này đây. Nè, không sợ, đây là cây thông. Ba mở ra kiểu gì con cũng thích luôn. Nhìn này. Tinh 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 tinh. Ồ, sao vậy? Ây da, ây da, ây da. Đây là cây thông Noel siêu to khổng lồ. Mẹ. Sao? Gì đâu? Đây nè, con phụ mẹ với ba được không? Mình sẽ trang trí thành cái cây thông này nè. Bây giờ lắp làm sao đây ba? Luna bóc đi con. À, đấy là cái gì đấy? Ngôi sao. Ngôi sao. Luna biết mà. Đúng rồi. Nhớt một cái con kìa, đây mày cài lại cho. Cài lại cho xinh nhé. Trời ơi xinh thế. Đây, nặng thế. Nặng không? Nặng đấy. Đấy. Nhét vô. Người ta nói đây là cây thông tự động á mọi người. Tự động là sao? Cái lá này là lá Nhân cũng thích nhất. Tức nghĩa là những cái cây thông khác á là sẽ lấy từng lá lắp vô, còn cái này là gắn lên vậy cái nó tự động xòe ra. Sao nó không được như ấy nhở? Không được như cây thông ngoài hàng nhở? Không hiểu. Anh thấy nó cứ kiểu thưa ấy, đúng không? Ủa sao nó thưa vậy ta? Hay người ta đưa nhầm cây không? Hay là mình chưa chỉnh cho nó đúng vậy? Mình cứ lắp vào hết đi á. Đúng rồi. Không được. Ủa sao vậy? Hay là cái đó chính giữa? Là cái này đầu tiên. Chắc vậy á, con thử rồi. Con hỏi gì, con nói gì? Đầu, nó hỏi sao biển đâu. Cây thông hả? Cây thông có đâu mà la làng nhờ. Người ta lắp xong lại thích. Đúng rồi cái này nè. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Đúng không? Nó bất thưa rồi. Trình cái gì đâu. Mình mua ngoài hàng là nó rất là gì nhờ. Rất là đầy. Rất là dày nha, cái lá này nó không có.
có bị thưa gì. Mẹ, cái này phải gom lên tí. Thưa quá nhỉ. À, không, mình phải bung cái này ra nữa nè. Đâu? Bung cái này ra nữa nè, kiểu kiểu vậy nè. Ờ, đúng rồi. Đấy. Phải bung ra. Chưa biết rồi. Cách sử dụng. Thông cảm cho mọi người lần đầu tiên mua cây thông. Sau khi mình với Hưng mua cái cây thông này ra thì nó sẽ được như vậy cho mọi người, chứ không phải là nó thừa đâu. Thật sự là cái này nó có tuyết á, cho nên nó sẽ rất là nhiều cái bụi tuyết. Nên mình hồi nãy không có để cho Bona ở đây. Làm xong rồi mình mới để Bona ra đây, để sợ là bé hít vào cái bụi tuyết này không biết có bị không. Và bây giờ nhà mình sẽ cùng nhau gắn những cái phụ kiện lên cây thông này nha. Bây giờ Bona với ba gắn này lên trên, trên cao lên nhá. Yeah. Được không? Làm được không? Bé nhá. Ừ. Rồi. Con gắn lên trên đây nha. Bế vẫn không được. Đây chắc phải cho con cổ ngồi. Nào. 1, 2, 3. Rồi vậy ẩm vậy cũng được. Vậy mẹ cắm nha. Mẹ cắm hộ nhá. Đấy cắm ngôi sao đẹp như kia mà bố nào không cắm. Yeah. Đấy. Đẹp không? Đẹp chứ. Bố nè. Bố nè sợ ngồi trên cao. Sợ đổ cao. Rồi giờ con gắn ở đâu con gắn đi, con muốn gắn ở đâu cũng được, thoải bây mái. Bây giờ mình lấy bây giờ lấy trái châu trước đi. Lấy những cái hạt này trước đi. Ê mình mua quá trời luôn mọi người. Hôm nay tông chủ đạo mà mình sẽ trang trí cái thông Noel này nó là màu bạc và màu đỏ. Rồi, ra đây mở. Là những cái đây là anh chọn hết mà. Ok anh. Bây giờ nếu mà xấu ấy thì là anh sẽ là không có gu, còn nếu mà đẹp ấy thì mình sẽ thành công. Ý Hưng muốn nói là nếu mà đẹp á là Hưng là một người rất có gu. Cho nên làm cái gì cũng đẹp hết, rất là tự tin đây. Mọi người Bona thấy đẹp không? Con nói gì vậy? Con nói gì vậy baby? Rồi, bây giờ Bona phụ mẹ treo trái châu lên nha. Treo lên cây á. Không có treo vị trí nào con thích cũng được hết. Ba treo đèn nhá. Màu cam. Rồi Bona cầm trái châu này đưa cho ba để ba treo lên cho mẹ nhé. Con đưa cho ba đi. Làm gì? Ba xin nhá, cảm ơn Bona. Nè, đưa cho ba. Mẹ làm xong cái nào thì con đưa cho ba cái đó nhé. Hay con tự treo lên cây thông đi. Con tự treo lên được mà. Bona thích treo đâu? Nè. Đấy. Đúng là con thích treo đâu con treo nhé. Đúng rồi, treo lên. Đẹp chưa? Wow. Bona con mẹ giỏi quá. Yeah. Con treo cẩn thận hơn nha, nhìn ba kìa. Ba treo giỏi chưa? Nè, con với mẹ treo những cái cuối cùng nha. Không chưa? Xong rồi. Thử bật đèn nhá. Nào, 1, 2, 3. Ta. Ủa xong tắt đèn đi cho đẹp. Ủa bây giờ chúng ta phải tắt đèn đi đúng không? Nào. Ta-da. Đẹp chưa? Wow. Ô oh, đẹp quá à. Đi đứng ra xa đây nhìn. Con dễ con thấy cái thông Noel đẹp không? Con thấy cái đẹp không? Ừ. Không hả? Không thấy đẹp nha mọi người. Rồi, ok. Nói chung là cuối cùng thì Nhân và Hưng đã hoàn thành xong cái thông Noel rồi. Nhưng mà vẫn còn một điều bất ngờ dành cho Bona. Cho nên là mọi người đợi một chút xíu nha. Và cuối cùng thì mẹ đã biến thành bà già Noel rồi. Bây giờ mẹ sẽ kêu ông già Noel lại để cho con ước nha. Con đồng ý không? Dạ. Bây giờ con với mẹ cùng nhau kêu ông già Noel ơi nha. 2, 3. Ông già Noel ơi. Vẫn chưa xuất hiện. Ông già Noel ơi. À. Hello Bona. Ông già ta Noel là ông già Noel rồi. Mà. Tại sao con lại sợ? Ba. Ta mang quà cho con mà. Ba mà. Ta mang quà cho con mà. Ba. Là ba mà. Ba mà. Ba đúng là ông già Noel, ba tặng quà cho Bona mà. Này, xem này, ba có quà gì này. Ba có quà cho Bona nè. Ba là ông hôm nay ba là ông già Noel. Thì ba này. Sẽ tặng cho con đó. Không những có quà này, còn ba còn có một túi kẹo cho Bona nha. Thích chưa? Rồi, hết sợ ba luôn. Có kẹo cho Bona nhá. Kẹo thần thánh thật.
Thôi con lấy một cục kẹo đi. Ông già Noel tặng cho con đó. Ba mà, đây. Ba mà. Bona rất là sợ. Kiểu gì ba cũng sợ mình cười. Bao tay, có gì đâu, đây là bao tay ông già Noel mà. Nhưng mà là ba mà. Giáng sinh là mình phải có ông già Noel để tặng quà chứ. Mở này ra đi. Đây. Để kêu mà lột ra hết. Mới chấp nhận là ba. Áo bây giờ ba cũng mặc, ba cởi ra đi, ba cởi chân mất. Ăn kẹo đi. Nó, ăn kẹo đi. Hồi nãy nó ba đổi từ đầu rồi mà. Quên nào? Sao đâu quên hả Bona? Cái này mẹ cũng có nè. Đúng rồi, mẹ cũng có mà. Bona cũng có mà. Đây, sau ăn kẹo này. Quên luôn. Còn mẹ nữa. Cho mẹ một cục được không? Mẹ cảm ơn Bona nhé. Cảm ơn Bona. Merry Christmas. Tập ngày hôm nay cũng đã xong rồi mọi người ơi. Và cái điều bất ngờ cuối cùng mà cả Nhân và Hưng đã dành tặng cho Bona. Nhưng mà Bona chưa quen lắm. Tại vì đây là lần đầu tiên Bona thấy ông già Noel mọi người. Cho nên là hơi hoảng sợ bởi Hưng. Nhưng mà tập hôm nay rất là vui luôn. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi vlog của gia đình Nhân. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiều bằng cách là nhấn nút subscribe bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt. Thôi miệng đi. Mẹ nữa. Rồi ôi. Cảm ơn Bona.